Câu 147, what type of event, event như là sự kiện ha em ha, is the invitation, mình có từ invitation là danh từ của từ invite đây. Invite có nghĩa là mời ha, invitation có nghĩa là sự mời hay là một cái thiệp mời. Và nguyên câu này nó hỏi là cái thiệp mời này nè thì dành cho các sự kiện gì ha em ha. Rồi bây giờ nhìn giùm cô nha. Đối với dạng này chúng ta sẽ dịch bốn đáp án trước. Câu A là gì đây? A community food fair. Mình có từ fair có nghĩa là hội chợ, food là ẩm thực hay là thực phẩm nè em. Community cộng đồng, một cái hội chợ ẩm thực cộng đồng ha. Câu B, một cái annual banquet. Banquet là một cái bữa tiệc lớn. Annual là hàng năm, bữa tiệc hàng năm ha. Câu C, grand opening có nghĩa là một buổi khai trương, opening, khai trương ha. Câu D, a cooking competition. Mình có từ competition có nghĩa là cuộc thi, một cuộc thi nấu ăn nè. Rồi, sau khi đặt bố bán xong thì em thấy là câu 147 đó là câu đầu tiên, cho nên chúng ta sẽ dò nhanh trên bài đọc từ đầu luôn ha, để chúng ta tìm đáp án xem là câu nào ha. Bây giờ dò dùm cô nè, từ đề luôn, you are invited, bạn được mời đến. Vậy đây là một cái thiệp mời đó em. Bạn được mời đến đâu em coi nè, you are invited to, bạn được mời đến the lunch. Mình có từ lunch. Ví dụ như bây giờ mình không biết từ lunch là gì, chúng ta để đó đi. Chúng ta dịch các câu từ đằng sau thêm, xem mình có đoán được nghĩa hay không ha. Nè, bạn được mời đến cái lunch của Ricardo's Corner. Sao em nhìn xuống dưới nè, at, đây là một cái địa chỉ phải không em? Địa chỉ sẽ ra sự kiện. Rồi vào ngày chủ nhật nè, 18 nè. Rồi thời gian là từ 10 giờ đến 6 giờ, được không nào? Rồi tiếp nè, after 4 months, sau 4 tháng, construction là xây dựng đấy em. Sau 4 tháng xây dựng thì chúng tôi finally, cuối cùng cũng ready, sẵn sàng để mà welcome, chào đón customer là khách hàng. Vậy khi dịch đến đây thì em để ý nè, em có thấy được đáp án là gì chưa? Sau 4 tháng construction xây dựng thì chúng tôi cuối cùng cũng welcome khách hàng chào đón. Cái sự kiện gì mà người ta xây dựng xong, xong xuôi rồi người ta lại chào đón khách hàng em? Chỉ có thể là câu C thôi, được không nào? Một cái buổi lễ khai trương cái gì đó hay em ha. Thật ra nếu câu này bạn nào biết nghĩa của từ launch sẽ làm nhanh hơn đấy em. Launch có nghĩa là mình ra mắt lần đầu cái gì đó ha, thì chỗ này có nghĩa là khai trương đấy em. Và từ launch nó cũng có nghĩa là ra mắt sản phẩm nữa ha. Cứ làm ra mắt lần đầu cái gì thì chúng ta sẽ dùng từ launch ha. Và em để ý những cái từ trong đáp án á, thường nó sẽ đồng nghĩa với những cái từ mà có trong thông tin của bài đọc. Ở đây mình có từ launch và từ grand opening là hai từ đồng nghĩa với nhau, có nghĩa là lễ khai trương. Câu 148, what is true, điều gì là đúng về Ricardo's Corner? Vậy từ khóa chính là Ricardo's Corner, phải không em? Rồi, bây giờ chúng ta đọc bốn đáp án trước khi làm nha, trước khi dò. Bây giờ câu A là gì đây em? Nó operates, operates là hoạt động đó. Multiple là nhiều đó em. Mình hay có cái trắc nghiệm là multiple choice, nghĩa là nhiều sự lựa chọn đó ha. Multiple là nhiều, stores là cửa hàng, có nghĩa là nó mở hay là nó hoạt động nhiều cửa hàng em. Rồi câu B, nó will not, sẽ không có sell, bán goods, danh từ là hàng hóa ha. Có S, nó sẽ không có bán hàng hóa vào weekends, ngày cuối tuần. Câu C, nó sells, nó bán những cái ingredients, thành phần ha, từ regions, những cái vùng khác nhau, được không nào? Em để ý những cái từ khóa trong đáp án để lát chúng ta nhớ đáp án thì chúng ta sẽ dò được nhanh hơn ha. Câu D, it will offer, nó sẽ cung cấp coupons, phiếu khuyến mãi cho tất cả những customer, vì khách visiting là ghé đến, được không nào? Rồi, vậy bây giờ để đạt được đáp án thì chúng ta phải dò nhanh tiếp thôi, phải không? Chúng ta dò từ chỗ lúc này chúng ta đã dừng nha. Rồi, ok, từ chỗ nào đây em? Đây nè, phải không em? Có từ Ricardo's Corner nè. Chúng ta vào từ đây nha. Ricardo's Corner là cái first store, cái cửa hàng đầu tiên ở trong neighborhood, cái khu vực mà nó specialize in. Specialize in là chuyên về đấy em. Nó chuyên về ingredients, những cái thành phần, phải không nào? Em nhớ lúc này cũng có một cái đáp án có từ ingredients không? Cô Si có cái từ này nè, phải không em? Ingredients nè. Nhưng mà để chắc thì chúng ta phải dịch tiếp thôi ha. Dịch cho trọn vẹn câu xem. Nó nói là cái cửa hàng này nè thì chuyên về những cái ingredients, những cái thành phần cho leading American cuisine, cho ẩm thực của vùng Mỹ Latin, phải không? Mà câu C nó nói là bán những cái ingredient, thành phần từ nhiều vùng khác nhau. Chúng ta dịch tiếp xem những cái thành phần này có từ nhiều vùng khác nhau không em nha. Đây, our products, sản phẩm của chúng tôi đó. Sản phẩm của chúng tôi là những gì vậy em? Chính là ingredients, phải không? Tại vì nó chuyên về cái này mà. Sản phẩm của chúng tôi thì được import, nhập khẩu đây. Imports là nhập khẩu ha. Thì được nhập khẩu từ
throughout, xuyên suốt vùng Mexico, Caribbean, Trung và Nam Mỹ. Vậy em xem, nó có bán những cái thành phần từ nhiều vùng khác nhau không? À, có phong nào thì chắc chắn đáp án chỉ có thể là câu C thôi. Những từ được highlight là những từ rất quan trọng và thường xuyên ra thi. Bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại bằng cách dịch lại từ đầu bài này các em nhé. You are invited là bạn được mời ha, đến cái launch. Launch có nghĩa là ra mắt, lần đầu cái gì đó, hoặc là khai trương ha. Cứ dịch lại nè, bạn được mời đến cái buổi khai trương của cửa hàng Ricardo's Corner. At, rồi địa chỉ là 335 West Loveland Drive, vào Sunday, Chủ nhật, ngày 18 tháng 3, từ 10 giờ cho đến 6 giờ chiều. After 4 months, sau 4 tháng, construction là xây dựng, đem construction, xây dựng ha, construction. Sau 4 tháng xây dựng thì chúng tôi finally, cuối cùng cũng ready, sẵn sàng để mà welcome, chào đón customer là khách hàng. Ricardo's Corner là cái first store, cái cửa hàng đầu tiên trong neighborhood. Neighborhood có nghĩa là một cái khu vực hay là một cái vùng ha. Nó là cái cửa hàng đầu tiên trong cái khu vực mà specialize in. Mình có specialize đi chung với giới từ in, có nghĩa là chuyên về cái gì đó hay mà specialize in. Ingredients có nghĩa là thành phần. Ví dụ như trong một món ăn thì mình sẽ có nhiều thành phần đây. Ingredients ha, chuyên về những cái thành phần cho Latin American cuisine. Mình có từ cuisine nhắn thứ hai em, có nghĩa là ẩm thực hay em ha, ẩm thực Mỹ Latin, từ hôm nào cuisine. Rồi, our product, sản phẩm của chúng tôi thì được import. Mình có động từ import, có nghĩa là nhập khẩu hay em ha, nhập khẩu. Trái nghĩa với nó đó là từ export. Export thì có nghĩa là xuất khẩu em. X là ra bên ngoài đó, port, export là xuất khẩu ha. Còn im là vào bên trong, cho nên import là nhập khẩu, được không nào? Export là xuất khẩu ha. Quý dịch lại nè, sản phẩm của chúng tôi thì được import, nhập khẩu từ throughout những cái vùng như là Mexico nè, Caribbean nè, Central, Trung là South và Nam nè, American, Mỹ ha. Tiếp, now, bây giờ thì bạn có thể cook, nấu những cái dishes. Mình có từ dish có nghĩa là gì? Dish có hai nghĩa, thường thì em thấy là có thể có nghĩa là cái đĩa đựng thức ăn đó em, hoặc nó có nghĩa là món ăn nữa hay em ha. Và chỗ này dịch là món ăn, cô dịch lại nha. Bây giờ thì bạn có thể nấu những cái món ăn yêu thích của bạn từ những cái areas, những cái vùng này, theo cái way là cách nè, traditional, truyền thống, và authentic. Authentic có nghĩa là thật các em, đích thực, thật ha, thật. Trái nghĩa với từ authentic là từ fake á, em biết hàng fake không? Fake là giả hay em ha. Ví dụ như mình có cái từ là authentic signature. Signature có nghĩa là chữ ký đó em. Authentic signature có nghĩa là chữ ký thật ha, chứ không phải chữ ký giả, được không nào? Authentic có nghĩa là nấu ăn theo một cái cách rất là vừa truyền thống nè mà vừa thật nữa ha. Rồi, đoạn tiếp theo nha. In celebration để tổ chức chúc mừng, celebration là tổ chức chúc mừng cái gì đó ha. Để tổ chức chúc mừng cái occasion là cái dịp đó em. Để tổ chức chúc mừng cái dịp này nè. Cái dịp này có nghĩa là cái dịp khai trương đó, thì 50 khách hàng đầu tiên của chúng tôi sẽ get, nhận được discount, giảm giá là $50 cho bất kỳ cái purchase. Mình có từ purchase. Purchase thì thường chúng ta sẽ gặp nó ở hai dạng từ loại. Thứ nhất là động từ. Động từ purchase có nghĩa là mua. Còn danh từ đó em thì có nghĩa là cái việc mua, hoặc là những cái đồ được mua thì là hàng hóa ha. Việc mua, sự mua hay là hàng hóa, được không nào? Và chỗ này là danh từ đó em ha. Cô dịch lại nè, 50 khách hàng đầu tiên sẽ nhận được giảm giá $50 cho bất kỳ cái việc mua nào mà total, tổng hóa đơn á, trên $200, được không nào? Rồi tiếp là stop by. Stop by có nghĩa là ghé qua chỗ nào đó ha. Có nghĩa là hãy ghé qua cái cửa hàng này nè em, vào ngày Sunday, vào ngày Chủ nhật, để mà gặp owner, là gặp ông chủ đó, tên là Ricardo Fuente. Và sample. Sample thì thường mình gặp nó là danh từ á, thì có nghĩa là một cái mẫu sản phẩm, mẫu sản phẩm. Còn chỗ này á là động từ em. Động từ thì có nghĩa là thử ha, dùng thử em, ăn thử, uống thử ha, thử. Nó là gì nè? Và thử, a variety là variety là đa dạng hay là nhiều loại á ha. Và thử đa dạng nhiều loại foods, thức ăn, thực phẩm, được không nào? Including, bao gồm tortillas,
Mình có từ tortillas, có nghĩa là một cái loại bánh thôi. Loại bánh này được làm từ ngô, bắp ha. Mình sẽ gọi là bánh bắp hay là bánh ngô đó. Bao gồm bánh bắp, bánh ngô nè. Và salsa là một cái loại nước sốt cay ha. Rồi chúng ta xuống dưới nha. Ở dưới câu hỏi và câu trả lời đó, nó cũng có những cái từ vựng rất là quan trọng. Em nhìn nè, câu 147A mình có từ fair là hội chợ ha. Fair là hội chợ. Rồi câu ai có dịch lại nè là hội chợ ẩm thực cộng đồng đó ha. Thường thường ngữ cảnh khi thi em sẽ thấy là job fair. Job fair là hội chợ việc làm ha. Tiếp câu B mình có từ banquet. Banquet là việc bữa tiệc lớn ha. Cho nên câu B là một cái bữa tiệc hàng năm đó, annual hàng năm. Câu C, grand opening chính là lễ khai trương. Nó bằng cái từ gì lúc nãy ở trên em nhớ không? Từ launch ha. Launch, lễ khai trương. Còn câu D, competition có nghĩa là cuộc thi. Câu D có nghĩa là cuộc thi nấu ăn đây. 148, câu A có từ operate. Operates có nghĩa là hoạt động hay em ha. Câu A dịch là nó hoạt động multiple, multiple nhiều cửa hàng. Có nghĩa là nó mở nhiều cửa hàng nên nó có nhiều cửa hàng ha. Còn câu B mình có từ goods mà có S á, thì nó là danh từ có nghĩa là hàng hóa ha. Thường thường em thấy từ good có nghĩa là tốt, giỏi phải không? Nhưng mà bây giờ goods có nghĩa là hàng hóa ha. Có nghĩa là nó không bán hàng hóa vào ngày cuối tuần đó em. Còn câu C mình có từ regions. Regions là vùng, vùng khu vực hay em ha. Bây giờ câu dịch này nó nói là nó bán những cái ingredients thì em còn nhớ không, thành phần ha, từ những cái vùng khác nhau. Còn câu D mình có từ coupons là phiếu khuyến mãi nha em, phiếu khuyến mãi ha. Câu D có nghĩa là nó cung cấp phiếu khuyến mãi cho tất cả những cái vị khách đến ghé đến ha. Rồi bây giờ chúng ta bước sang đoạn tiếp theo nha. Câu 149, what is the purpose, mình có từ purpose là mục đích của cái notice. Notice là thông báo, người ta hỏi là mục đích của cái thông báo này là gì đấy em. Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của đoạn văn sẽ tìm được đáp án. Bây giờ đọc đáp án trước nha em nha. Câu A, to describe. Describe là miêu tả ha. Gymnasium là cái phòng tập thể dục, thể hình đấy em ha. Ở đây có sự hữu cách cho nên chúng ta dịch từ danh từ ở cùng dịch, dưới cùng dịch lên ha. Từ facilities. Facilities là cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất của một cái chỗ tập thể hình thì đó chính là các thiết bị nè. Ví dụ như là máy chạy bộ hay em ha. Nó nói là gì nào? Cơ sở vật chất, service, dịch vụ, added được thêm vào của cái gymnasium là cái phòng tập, của dịch lại câu ai để em hiểu hơn nha. Nó nói là để mô tả những cái cơ sở vật chất, dịch vụ được thêm vào của một cái phòng tập thể hình. Được không nào? Tiếp câu B, to announce là để thông báo hay là công bố ha. Để thông báo những cái changes là thay đổi. Thay đổi cho work policy, chính sách làm việc của staff là của nhân viên. Tiếp câu C, để provide là cung cấp. Details là những cái thông tin chi tiết về procedure. Procedure có nghĩa là quy trình hoặc là thủ tục ha. Safety là an toàn, là emergency là khẩn cấp. Vậy câu C có nghĩa là cung cấp những cái thông tin chi tiết về quy trình an toàn khẩn cấp hay em ha. Rồi câu D, to inform là thông báo cho members, thành viên về những cái guidelines là những cái quy định hay là nguyên tắc em ha. Những cái quy định nguyên tắc concerning liên quan tới belongings là những cái đồ dùng cá nhân, vật dụng cá nhân ha, belongings. Rồi, sau khi đọc xong đáp án rồi, chúng ta sẽ đọc đoạn đầu của cái đoạn văn này để xem có tìm được đáp án hay không nha em nha. Đoạn đầu bắt đầu từ đâu nào? Dịch từ cái tựa bài luôn nha. Nè, Renfrew Gymnasium, cái phòng tập thể hình Renfrew á. Rồi thông báo cho tất cả thành viên luôn. Tại gymnasium, cái phòng tập thể hình Renfrew á, thì chúng tôi always luôn luôn do our best là cố gắng hết sức đem để mà ensure, đảm bảo that rằng bạn sẽ có một cái visit là một cái lần đến, ghé đến em. Visit là đến thăm, danh từ là cái lần ghé đến ha, cái sự ghé đến, có được một cái sự ghé đến cái trung tâm này nè. Safe, an toàn, và pleasant là hài lòng. Vẫn chưa ra đáp án phải không em? Chúng ta dịch thêm một câu nữa nha. To that end, để làm được điều đó. Để làm được điều đó thì chúng tôi would like, muốn remind, nhắc nhở tất cả các thành viên về policy, chính sách regarding, liên quan đến personal items. Mình có từ items là những cái đồ dùng, vật dụng phải không em? Còn personal là cá nhân đó. Vậy cái đoạn này nó nói là gì đây? Nó muốn nhắc nhở tất cả các thành viên về chính sách mà liên quan tới những cái đồ dùng cá nhân, phải không nào? Vậy em nhìn xuống đi. Sau khi dịch xong thì em có đoán được đáp án là câu nào không? Đáp án chỉ có thể là câu D, phải không nào? Câu D, to inform, để thông báo cho members, thành viên về những cái guidelines, những cái quy tắc concerning, liên quan tới belongings, đồ dùng cá nhân. Em thấy chưa? Những cái thông tin nó rất là giống nhau.
ha. Rồi vậy thì em để ý nè, ở chỗ này á, trong cái đáp án chúng ta có những cái từ mà đồng nghĩa với tính từ trên bài đọc nè. Em coi nè, guidelines là nguyên tắc quy định nè, mà ở trên thông tin thì nó có từ policy là chính sách ha, cũng giống với nhau, policy và guidelines. Rồi có một từ nữa là từ regarding. Regarding là liên quan tới, thì ở dưới này concerning cũng là liên quan tới luôn ha. Rồi ở trên bài đọc thì chúng ta có từ personal items là vật dụng cá nhân, đồ dùng cá nhân. Thì ở dưới mình có từ belongings. Belongings cũng là đồ dùng hay là vật dụng cá nhân luôn. Thì đối với câu này chúng ta phải biết nghĩa từ belongings thì chúng ta sẽ làm được dễ dàng hơn. Hai em ha. Tiếp theo, câu số 150. According to the notice, có nghĩa là theo như cái thông báo đó, thì what should gym user? Gym user là những người sử dụng phòng tập gym đó em, những người sử dụng phòng tập thể dục, thể hình ha. Theo như cái thông báo thì những người mà sử dụng cái phòng tập thể dục á, nên làm gì khi report? Report có nghĩa là báo cáo hay là tường trình. A loss là một cái sự mất đồ đó em. Chỗ này là đang nói về đồ dùng cá nhân thì cô dịch loss là mất đồ ha. Rồi, cô dịch lại cả câu nào. Theo những cái thông báo đó thì những người sử dụng phòng tập thể hình á nên làm gì khi mà tường trình một cái sự mất đồ? Được không nào? Vậy thì em từ khóa trong câu hỏi này là từ gì? À, chính là reporting a loss form nào. À, một lát chúng ta sẽ dò xem chỗ nào có từ khóa là tường trình báo cáo về cái việc mất đồ hai em ha. Nhưng mà trước khi dò thì chúng ta đọc cái đáp án trước nha. Câu A là gì đây? Visit, get in, front desk là quầy tiếp tân, quầy lễ tân ha. Get đến cái quầy lễ tân của cái facility. Lúc này chúng ta có gặp từ facility ở câu 149A, em nhớ không? Đây nè, facilities chỗ này á thì có nghĩa là cơ sở vật chất em, cơ sở vật chất. Nhưng cái từ facility ở câu A đó, 150 đó, thì không có nghĩa là cơ sở vật chất mà nó có nghĩa là một địa điểm, một cơ sở ha. Một địa điểm, một cơ sở ở đây chính là cái trung tâm tập thể dục đó. Nó nói là hãy ghé đến cái quầy lễ tân của cái trung tâm đó. Em hiểu không? Rồi tiếp câu B ha. Fill out. Fill out có nghĩa là điền thông tin vào cái gì đó. Điền thông tin vào một cái đơn complaint là phàn nàn. Câu C. Write là viết thư ha. Cho head office là văn phòng chính, trụ sở chính. Rồi câu D. Post a note là dán hay là đăng một cái ghi chú thông báo đó em. Trên một cái bulletin board. Mình có từ bulletin board là cái bảng gì đó phải không nào? Nếu em không biết thì em cứ để trống ở đó ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa với cô trên bài đọc nha. Chúng ta sẽ dò từ đoạn số 2 phải không nào? Bởi vì đoạn số 1 lúc nãy chúng ta dò rồi. Thì em nhớ không? Đâu có cái gì mà liên quan đến tường trình đâu. Bây giờ từ đoạn số 2 nha. Nè, dò xem chỗ nào có tường trình về báo cáo. Em dò dòng thứ nhất của đoạn số 2 xem có tường trình hay là báo cáo về sự mất mát không? Mất đồ không? Dòng số 1 à, không có phải không nào? Dòng số 2 có tường trình mất đồ gì không em? À, không có luôn, phải không nào? Dòng thứ 3 thử đi xem. À, cũng không có tường trình về mất đồ gì cả phải không nào? Dòng thứ 4 nha. Dòng thứ 4 thì có từ loss phải không nào? Lúc này chúng ta có thấy từ loss trong câu hỏi đó. Rồi, bây giờ chúng ta dịch thử câu này nha. Tại vì có từ khóa thì rất có khả năng đáp án nó nằm ở đây. Chúng ta dịch thử nào. Rent through gymnasium, cái phòng tập thể dục này nè. Thì not responsible for it, không có chịu trách nhiệm cho cái sự mất đồ của bất kỳ cái món nào mà để lại trong cái tủ khóa. À vậy em ơi, chỗ này có từ lost nhưng nó không có nói đến chuyện là tường trình về mất đồ phải không? Thì chúng ta dò tiếp nha. Câu số 5 thử xem có không. Bạn có thể leave, để lại valuables, những cái vật có giá trị cho nhân viên của quầy lễ tân. Cũng không có để nói gì đến việc tường trình mất đồ cả. Bây giờ em dò tiếp đoạn số 3 thử xem. Đoạn số 3 dòng thứ nhất có tường trình mất đồ không? Nó có từ lose nè, em thấy không? Lose. Lose là động từ của từ loss, có nghĩa là mất đem. Vậy câu này cô dịch thử nha. À, tại vì nó có từ khóa nè. Bây giờ em coi nè. Should you lose? Thường thường các bạn thấy từ should thì dịch là nên, nhưng chỗ này should you lose là nó có nghĩa là if you lose đây, ha, if you lose, đây là đảo ngữ của mệnh đề if em ha, đảo ngữ của mệnh đề if loại một là điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai đó. Em thấy động từ đây là verb 1 nè, verb nguyên mẫu nè. Vậy thì làm sao mà mình nhận biết được khi nào dịch là nên, khi nào dịch là if?
thì em thấy từ should ở đầu câu không? Nhưng mà câu này không có dấu chấm hỏi gì cả. Thường thường cái từ should mà để ở đầu câu thì phải là câu hỏi, yes no question ha. Còn nếu không phải thì nó là if em dịch tiếp vô ha, nó nói là gì đây? Nếu mà bạn lose, mất bất kỳ cái belongings là gì em? À, tài sản cá nhân nào đó. À, trong suốt cái lần đến ghé đến của bạn, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà bạn đến đây đó, thì vui lòng notify là báo tin cho nhân viên. Em ơi, báo tin cái sự mất đồ có nghĩa là tường trình mất đồ phải không? Tôi dịch tiếp nào. Vui lòng hãy báo tin cho staff member, nhân viên tại front desk là quầy lễ tân. Lúc nãy chúng ta có dịch đáp án thì em thấy không? Nhìn xuống nhìn sơ lại đáp án nè. A B C D theo em là câu nào? Khi tường trình một cái sự mất đồ thì câu nào ha? À, câu A đúng không nào? Chính xác. Đáp án là câu A ha. Là hãy kế đến cái quầy lễ tân, kế đến để làm gì? À, để báo cho nhân viên. Phải không nào? Đáp án chỉ có thể là câu A thôi ha. Câu 151. Ở cái vị trí được đánh dấu 1 2 3 4 đó. À, vị trí nào thì the following sentence, cái câu sau đây thuộc về ha, belong. Rồi, đối với dạng câu hỏi này thì chúng ta được cung cấp một cái câu trong ngoặc kép nè em, và người ta bảo là điền cái câu trong ngoặc kép này vào cái chỗ trống ở trên á, đánh số 1 2 3 4 đây nè. Để xem chỗ nào thì nó phù hợp nhất và nó liên kết về mặt ý nghĩa ha. Đối với dạng này chúng ta sẽ đọc câu trong ngoặc kép trước để hiểu nghĩa của câu đó, sau đó sẽ nhìn lên từng vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 ở trên, đọc cái câu đằng trước cái lỗ trống. Và nếu cái câu đằng trước cái chỗ trống mà nó liên kết với câu trong ngoặc kép thì chúng ta sẽ chọn đáp án, được không nào? Nó liên kết về mặt ý nghĩa ha. Bây giờ dịch cái câu trong ngoặc kép trước nha em. They will provide you, họ sẽ cung cấp cho bạn một cái ticket, là một cái vé, phải không nào? À, mà cái đó là cái vé đó em, phải được present là gì nào? Xuất trình, để mà retrieve là lấy lại đó em. Retrieve là lấy lại ha. Để mà lấy lại cái gì nào? À, cái items, cái món đồ mà được store, được lưu giữ, được cất giữ á, của bạn ha. Rồi, quý vị lại câu này một lần nữa nha. Họ sẽ cung cấp cho bạn một cái vé mà cái này phải được xuất trình để mà lấy lại những cái món đồ được cất giữ của bạn, được không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên các vị trí ở phía trên nha, và dịch những cái câu đằng trước cái chỗ trống đó để xem cái nào liên kết về mặt ý nghĩa. Vị trí số 1 trước nha. Rồi, câu phía trước là gì em? Nãy chúng ta dịch rồi, bây giờ chúng ta dịch nhanh lại ha. To that end, để làm được điều đó thì chúng tôi muốn là remind, nhắc nhở tất cả các thành viên về cái policy, chính sách regarding liên quan tới đồ dùng cá nhân. Bây giờ em ráp với câu ngoặc kép ở dưới xem coi nó có liên kết về mặt ý nghĩa không. Không có, phải không nào? Câu này nó là nhắc nhở về cái chính sách thôi, còn cái câu trong ngoặc kép là cung cấp cho vé để lấy lại đồ, đâu có liên kết. Bây giờ vị trí số 2 thử nha. Đây, vị trí số 2 chúng ta dịch câu phía trước nào. Cái gymnasium, cái phòng tập thể hình này nè, thì không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cái sự mất đồ nào mà để lại trong tủ khóa. Câu này là không chịu trách nhiệm cho sự mất đồ. Câu này là họ sẽ cung cấp cho bạn một cái vé. Nó không liên kết lắm, phải không nào? Bây giờ chúng ta dịch thử câu số 3 nha. Dịch thử câu số 3. Rồi, đằng trước lỗ trống số 3 đây nè em. You may leave. Leave là để lại. Bạn có thể để lại cái valuables, là những cái đồ mà có giá trị á, cho front desk staff, cho những cái nhân viên quầy lễ tân của chúng tôi đó. Rồi họ đó em, là cái nhân viên đó, cái người đó sẽ put, đặt chúng là gì em? Chúng là những cái tài sản có giá trị, cái valuable này nè. Đặt chúng vào trong một cái box, là một cái hộp deposit, một cái hộp ký gửi an toàn ha. Rồi bây giờ em ráp xuống câu ngoặc kép có phù hợp không em? Họ sẽ cung cấp cho bạn một cái tờ giấy, một cái vé, rồi phải được xuất trình khi lấy lại đồ. Rất là liên kết phải không em? Có nghĩa là những cái đồ mà có giá trị thì chúng ta sẽ gửi ở cho nhân viên lễ tân, rồi họ sẽ cho vào một cái hộp ký gửi nè em. Rồi cái hộp ký gửi này nè, rồi sau đó thì họ làm sao nữa em? Họ đưa cho em một cái vé nè, để mà cái vé này á, khi mình muốn retrieve, lấy lại đồ đó, thì chúng ta phải xuất trình nó phải không em? Giống như khi mà em đi siêu thị hay là em đi vào nhà sách á, thì em gửi đồ, tài sản có giá trị của mình cho nhân viên, thì họ sẽ đưa cho em một cái thẻ, phong nào, và em giữ cái thẻ đó, khi em muốn lấy lại đồ thì em đưa cái thẻ đó cho người ta. Vậy đáp án chắc chắn chỗ này là câu
câu si, được không nào? Khi câu si nó rất là liên kết về mặt ý nghĩa rồi thì chúng ta không cần phải dịch câu tiếp theo nữa ha. Rồi bây giờ cùng cô đi lại những từ quan trọng và thường xuyên ra thi ở trong bài đọc này nha. Cùng dịch tới cô từ đầu luôn nha. Đây, Renfrew Gymnasium là một cái phòng tập gym, một phòng tập thể hình tên là Renfrew đây. Có một cái thông báo for all members cho tất cả các thành viên luôn. Tại cái phòng tập gym Renfrew này nè thì chúng tôi luôn luôn do our best, có nghĩa là cố gắng hết sức của chúng tôi đây. Ví dụ như là cố gắng hết sức của bạn là do your best, được không nào? Rồi chúng tôi luôn luôn do our best, cố gắng hết sức của chúng tôi để mà ensure có nghĩa là đảm bảo ha, để mà đảm bảo rằng bạn có a pleasant and safe visit. Cái visit động từ thì có nghĩa là đến thăm hay là ghé qua đâu hay là đi tham quan ở đâu đó, nhưng mà chỗ này là danh từ đấy em, thì danh từ mình dịch là cái sự đến ha, cái sự ghé qua, được không nào? Để cô dịch lại chỗ này nha. Để mà đảm bảo rằng bạn có được một cái lần ghé qua tại cái phòng tập này nè, mà nó safe, nó an toàn và nó pleasant. Mình có từ pleasant là hài lòng nhanh nha, pleasant hài lòng. Rồi tiếp to that end, cái cụm này đó rất là hay, có nghĩa là để làm được điều đó em, to that end, để làm được điều đó ha. Để làm được điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là để làm được cho khách có những cái lần đến mà nó hài lòng và an toàn đấy ha. To that end, để làm được điều đó thì chúng tôi muốn remind là nhắc nhở em ha, remind nhắc nhở tất cả các members, các thành viên về our policies, policy những cái chính sách của chúng tôi regarding liên quan tới personal items, những cái vật dụng và tài sản cá nhân, được không nào? Regarding liên quan tới, personal là cá nhân, items là vật dụng hay là đồ dùng hay là tài sản ha. Cô dịch là vật dụng cá nhân, tài sản cá nhân, được không nào? Rồi, tiếp nha. The gym provides, cái phòng gym này nè thì cung cấp những cái lockers, là những cái tủ có chìa khóa đây ha. Thì những cái tủ này em sẽ thường gặp ở các siêu thị cũng như là các nhà sách. Trước khi em vào mua sắm thì em phải để những cái túi sách, những cái giỏ, ba lô của mình ở trong cái tủ lockers này, sau đó em khóa lại và em giữ chìa khóa ha. Thì đó gọi là tủ lockers, tủ khóa. Cái tủ khóa này á, thì in the changing rooms, là trong phòng thay đồ đó em. Changing là thay đổi ha, là phòng thay đồ đó. To store có nghĩa là cất giữ ha. Store có nghĩa là lưu trữ hay là cất giữ đó. Để mà cất giữ, possession là tài sản nè. Possession có nghĩa là tài sản ha. Để mà cất giữ những cái tài sản trong khi bạn workout. Workout có nghĩa là tập thể dục đó em. However, tuy nhiên, please, vui lòng, do not, đừng có leave có nghĩa là để lại ha. Đừng có để lại cái gì? Highly valuable items. Mình có từ items là đồ dùng hay là tài sản nè. Valuable là có giá trị, mà highly valuable có nghĩa là có giá trị cao đó em. Có nghĩa là đừng có để lại những cái tài sản mà có giá trị cao. Valuable chỗ này là tính từ, có nghĩa là có giá trị, được không nào? Có giá trị trong cái tủ lockers của bạn, vì những cái lý do security reasons, là những cái lý do an toàn đó em ha. Vì những cái lý do an toàn. Rồi tiếp, Renfrew Gymnasium, cái phòng tập gym này thì không có responsible for. Mình có cái cụm là be responsible for, có nghĩa là chịu trách nhiệm về việc gì đó đấy em. Chịu trách nhiệm về việc gì ha? Có nghĩa là phòng tập này thì không chịu trách nhiệm về loss. Danh từ có nghĩa là cái sự mất ha. Cái này là sự mất đồ đấy em. Không có chịu trách nhiệm về cái sự mất đồ của bất kỳ cái items, cái vật dụng nào mà để lại ở trong cái tủ lockers, là trong tủ khóa đó. Rồi tiếp, you, bạn, may, có thể leave, để lại valuables. Chỗ đây mình gặp từ valuables nữa, nhưng mà valuables này có S thì nó là danh từ em. Valuable có S là danh từ ha. Thì danh từ có nghĩa là vật có giá trị ha. Tính từ là có giá trị, thì danh từ là những cái vật có giá trị, được không nào? Và nó có S ha. Bạn có thể để lại những cái vật có giá trị cho front desk staff. Mình có staff là nhân viên, còn front desk có nghĩa là cái quầy lễ tân đó em ha. Có thể để lại cho nhân viên tại quầy tiếp tân, quầy lễ tân của chúng tôi. Rồi, who, cái người đó sẽ put, sẽ đặt them, là những cái tài sản của bạn đó, vào trong một cái deposit box, là một cái hộp ký gửi đồ ha. Một cái hộp gửi đồ safety, an toàn, được không nào? Rồi tiếp, should you lose, hồi nãy cô có nói rồi ha. Should chỗ này có nghĩa là if ha. Nếu mà bạn lose là động từ của từ lost em, là động từ của từ lost này ha. Rồi, nếu mà bạn làm mất bất kỳ cái belongings, nếu mà bạn bị mất bất kỳ cái tài sản cá nhân nào ha, belongings, tài sản cá nhân, vật dụng cá nhân nào trong suốt cái lần đến đây của bạn, có nghĩa là
trong suốt cái khoảng thời gian mà bạn ở cái phòng tập đó, thì vui lòng notify. Notify có nghĩa là báo tin em. Thì vui lòng hãy báo tin cho staff member, nhân viên của chúng tôi tại front desk, là quầy lễ tân ha. Rồi tiếp, bạn may also ask, bạn cũng có thể ask them, hỏi họ để mà see, xem liệu rằng ha, anyone, có bất kỳ ai đã turn your item in. Mình có cái cụm là turn something in ấy. Turn something in có nghĩa là mang trả lại ha, mang trả lại, mang để lại cái gì đó, được không nào? Vậy có nghĩa là để xem có bất kỳ ai đã mang cái món đồ của bạn đó trả lại ha, để lại cho cái khu vực lost and found hay không. Mình có the lost and found có nghĩa là khu vực tìm đồ thất lạc đây, khu vực đồ thất lạc ha. Thì lost là thất lạc nè, found là tìm thấy. Thì cái khu vực đồ thất lạc này á, có nghĩa là khi mà em bị mất đồ và nếu mà có ai nhặt được, có thể là nhân viên của cái cửa hàng đó hoặc là những cái vị khách, thì họ sẽ mang cái đồ của mình đến cái khu vực này nè. Và nếu mà mình mất đồ thì mình sẽ đến đây để mà mình tìm, hay em ha. Thì gọi là lost and found, là khu vực tìm đồ thất lạc, được không nào? Rồi tiếp, thank you for your cooperation. Mình có từ cooperation có nghĩa là sự hợp tác ha. Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn ở những cái matters, vấn đề này nè. Và hãy speak to, nói chuyện với một trong những cái employees, là nhân viên. Helpful là rất là sẵn lòng giúp đỡ em. Và hãy nói chuyện với một trong những cái nhân viên rất là sẵn lòng giúp đỡ của chúng tôi. Should, chỗ này là if luôn á em ha. If, nếu mà bạn có bất kỳ question, câu hỏi, hay là concerns, là sự lo lắng, được không nào? Nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi hay là sự lo lắng, mối quan tâm nào. Rồi, em để ý ha, từ should một lần nữa chúng ta lại gặp nó với nghĩa là if, là nếu. Thì em thấy should mà bị đảo ngữ đó, em thấy nó đảo ngữ không? Nè, đây là đảo ngữ nè ha. Rồi should chỗ này cũng đảo ngữ nè. Nhưng mà không có câu hỏi, không có dấu hỏi ở phía sau á. Thì đó chính là if em ha, đảo ngữ. Rồi ở dưới nha, ở phía dưới có những cái từ highlight nữa nè. Câu 149 câu A có từ facilities. Facilities, chỗ này có nghĩa là cơ sở vật chất, em còn nhớ không? Cơ sở vật chất ha. Và em nhớ là cơ sở vật chất thì luôn luôn là số nhiều ha. Và câu này dịch làm sao ha? Đây, để mà miêu tả những cái cơ sở vật chất dịch vụ được thêm vào của cái phòng tập gym này. Cơ sở vật chất thì luôn luôn là số nhiều ha. Rồi, câu C đi. Câu C có từ emergency, có nghĩa là khẩn cấp đem. Còn procedure có nghĩa là quy trình hoặc là thủ tục ha. Quy trình hoặc là thủ tục. Câu C có nghĩa là cung cấp những cái details, thông tin chi tiết về cái quy trình an toàn khẩn cấp ha. Rồi, câu D, thông báo cho nhân viên về những cái guidelines. Thường thường các bạn thấy guide là hướng dẫn đó. Động từ guide là hướng dẫn thì các bạn nghĩ guidelines là cái sự hướng dẫn. Nhưng mà thường thường guidelines em có nghĩa là nguyên tắc hay là những cái quy định ha. Quy định, nguyên tắc, được không nào? Guidelines. Concerning là liên quan tới ha. Concerning là liên quan tới. Nó bằng với lại từ regarding ở trên này nè. Regarding. Vậy mình học hai từ liên quan tới ha. Là regarding và concerning. Rồi, belongings là gì em còn nhớ không? Tài sản, đồ dùng cá nhân. Quy định lại ha, coi đi là thông báo cho các thành viên về những cái quy định hay là những cái nguyên tắc liên quan đến tài sản cá nhân, được không nào? 150, mình có câu A, facility. Facility chỗ này lúc nãy cô nói nó không có nghĩa là cơ sở vật chất nữa, mà nó có nghĩa là cơ sở hay là địa điểm, em nhớ không? Cơ sở hay là địa điểm ha. Vậy chúng ta nhớ từ facility sẽ có hai nghĩa ha. Thứ nhất là cơ sở vật chất, thì cơ sở vật chất luôn luôn là số nhiều, được không em? Còn từ facility còn có nghĩa nữa là cơ sở địa điểm, ví dụ như là những cái trường học, bệnh viện hay là cửa hàng, thì người ta gọi đó là một cái cơ sở địa điểm ha. Thì cái từ cơ sở địa điểm thì có thể là số nhiều hoặc số ít, được không nào? Rồi, câu B mình có từ fill out là điền thông tin vào cái gì đó ha, điền thông tin vào cái gì đó. Câu B là điền thông tin vào đơn phàn nàn, đem complaint ha, phàn nàn. Rồi, câu D mình có từ bulletin board, hồi nãy chúng ta chưa có dịch. Bulletin board là nó bằng với lại notice board thêm, là bảng thông báo ha. Notice board bằng với lại bulletin board, bảng thông báo, được không nào? Câu đi có nghĩa là hãy dán hay là hãy đăng một cái thông báo nhỏ ở trên cái bảng thông báo ha. Rồi, có 151 thì chúng ta có từ present. Present thường thường chúng ta gặp danh từ là present với lại present xem có nghĩa là hiện tại hoặc là món quà, nhưng mà động từ thì mình đọc là present. Thì động từ nó có nghĩa là xuất trình hay em ha, xuất trình.
xuất trình. Ví dụ khi mình đi đến công ty mình phải xuất trình thẻ nhân viên đi, thì present là xuất trình, được không nào? Rồi retrieve là lấy lại, em còn nhớ không? Lấy lại cái gì đó ha, lấy lại. Ví dụ khi mình đi làm mà mình nghỉ rồi đó, thì mình muốn lấy lại hồ sơ thì là retrieve, lấy lại cái hồ sơ ha. Vô dịch lại câu này nè, họ sẽ cung cấp cho bạn một cái ticket, là một cái vé, là một cái thẻ, mà cái đó phải được xuất trình để mà lấy lại những cái đồ được cất giữ của bạn, được không nào? Retrieve ha. Ok. Câu 152. Vào lúc 8:53 thì what does Miss Jane most likely mean? Bà Jane á, thì rất có khả năng là mean có ý gì. Ví dụ như what do you mean, có nghĩa là bạn có ý gì á em ha. Bà Jane thì rất có khả năng là có ý gì khi mà viết câu I wish I could. Tôi ước gì tôi có thể. Vậy cái manh mối, cái từ khóa mà một lát chúng ta sẽ dò là lúc 8:53 và câu I wish I could, phải không em? Rồi bây giờ trước khi dò thì chúng ta sẽ đọc bốn đáp án trước ha. Em xem nè, câu ai là gì? She hopes, bà ta hy vọng là sẽ attend, tham dự một cuộc họp. Câu B, she is unable, bà ta không thể switch thời gian. Switch là gì? Nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể để đó, hay em ha. Bà ta không thể switch thời gian, được không nào? Còn câu C, bà ta không muốn accept, chấp nhận một cái proposal, là một cái sự đề xuất. Câu D, bà ta muốn leave the office, rời khỏi văn phòng, early là sớm, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tin nhắn lúc 8:53 ha. 8:53 là ở đây nè em. Rồi cái câu I wish I could nào. Đây, I wish I could, tôi ước gì tôi có thể. Bà Brandy Chan nói như vậy phải không em? Vậy để biết được cái ý câu I wish I could nghĩa là gì thì bắt buộc chúng ta phải dịch cái tin nhắn ở liền ở phía trên thì chúng ta mới hiểu được, hay em ha. Vậy cùng dịch với cô nào. Mine, cái của tôi, là vào lúc 1 giờ. Nhưng nếu chúng ta dịch như vậy thì cái câu nó hơi tối nghĩa và rất là khó hiểu, phải không? Bởi vì mine, cái của tôi, chúng ta đâu có biết là cái gì đâu em. Mine là một đại từ sở hữu và nó được dùng để thay thế và bổ nghĩa cho một cái danh từ đã được lặp lại ở đằng trước đó rồi, một cái sự sở hữu đã được lặp lại ở một đằng trước đó rồi đó. Cho nên là để biết được mine là gì đó thì chúng ta chịu khó chúng ta dịch nhanh cái ở trên nữa để chúng ta biết cái của tôi là cái gì, hay em ha, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ cùng dịch nào. Hey Brenda, bà Brenda ơi, bà Brenda là ai vậy em? Là Brenda Chen nè ha. Hey Brenda, what time are you supposed to have? Mấy giờ thì bạn phải have có your yearly health checkup, có nghĩa là kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Tomorrow, vào ngày mai. Cô dịch lại nha. Hey Brenda, bạn sẽ phải có cái kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm vào ngày mai lúc mấy giờ, được không nào? Rồi bà Brenda Chen mới nói là gì đây? Vào lúc 3:30 chiều. Why do you ask? Tại sao bạn lại hỏi như vậy, phải không nào? Cái Colin mới nói là gì? Cái của tôi là lúc 1 giờ. Vậy cái của tôi chính là cái gì em? Cái của tôi chính là yearly health checkup, phải không nào? Là cái thời gian kiểm tra sức khỏe đó của tôi á là lúc 1 giờ. Và I was wondering, tôi đang tự hỏi liệu rằng bạn có thể switch với tôi hay không. Một lần nữa chúng ta gặp từ switch. Vậy thì em, từ switch đó này nghĩa là gì ha? Nếu chúng ta chưa chắc, em có thể dịch thêm một câu nữa và chắc chắn là sẽ đoán được từ này. Bây giờ em dịch nè. I've got a lunch meeting. Tôi có một cái cuộc gặp gỡ ăn trưa, cái cuộc gặp gỡ ăn trưa. Và cái thời gian thì nó có lẽ là a bit, là một chút tight, là suýt sao. Thời gian mà suýt sao có nghĩa là gần sát em. Vậy thì em coi nè, gặp gỡ ăn trưa là cũng phải giữa trưa đúng không nào? Mà cái thời gian kiểm tra lại là lúc 1 giờ. Cho nên cái thời gian nó bị suýt sao đó, em hiểu không? Vậy theo em thì từ switch nghĩa là gì? Tôi đang tự hỏi liệu rằng bạn có thể đổi cho tôi hay không, đổi với tôi hay không. Switch là đổi đó em. Tại vì cái thời gian kiểm tra của bà Brenda Chen là lúc mấy giờ? 3:30 nè. Nếu như mà có thể đổi thì từ 3:30 đến cái cuộc họp ăn trưa này nè em, thì nó sẽ không có bị switch sao cái thời gian nữa, hai em ha. Vậy xong bà Brenda Chen mới trả lời là gì? I wish I could, tôi ước gì tôi có thể. Vậy theo em là có thể hay không? Khi người ta nói như vậy là không thể rồi đó. Bây giờ em nhìn xuống đi, ABCD là câu gì nào? Câu A, bà Brenda Chen có tham dự cuộc họp gì không em? Không ha. Chỉ có Colin á. Colin thì có cái cuộc họp lunch meeting thôi ha. Rồi tiếp nè. Câu B, bà ta không thể switch time, bà ta không thể đổi thời gian, được không em? Được phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu B. Câu 153. Mr. McKay, ông McKay đó,
thì most likely rất có khả năng làm điều gì tiếp theo, kế tiếp phải không nào? Vậy thì từ khóa của mình là ông McKay phải không em? Làm điều gì tiếp theo ha? Rồi bây giờ trước khi làm chúng, trước giờ chúng ta đọc đáp án trước nha. Câu A là gì nào? Meet with, gặp gỡ để mà bàn bạc thảo luận với lại manager, quản lý hay là giám đốc của nhà máy ha. Câu B, cancel, hủy bỏ. Visit, cái chuyến đến. Thăm, plant là công ty đó em. Công ty ha, nó bằng cái từ company đó. Plant. Câu C, check, kiểm tra. Figures là số liệu ha em ha. Kiểm tra những cái số liệu, doanh số hay là bán hàng, được không nào? Rồi câu D ha. Câu D là rearrange, sắp xếp lại. Appointment, một cái cuộc hẹn. Sắp xếp lại một cái cuộc hẹn, được không nào? Rồi bây giờ em xem sao ông McKay làm điều gì tiếp theo. Lúc nãy chúng ta đã dò đến chỗ gì rồi? Đến tin nhắn lúc 8:53 rồi phải không? Thì bây giờ chúng ta dò tiếp thôi. Ông McKay là tiếp theo là tin nhắn lúc mấy giờ vậy em? À 8:54 phải không nào? 8:54. Vậy chúng ta sẽ dò tin nhắn này nha. Cùng dịch với cô nào. I guess, tôi đoán là tôi sẽ phải do that, làm điều đó. Vậy là ông sắp sửa làm cái điều đó nè em, phải không? Rồi, vậy nhưng bây giờ chúng ta không biết điều đó là điều gì cả. Tại thế em chúng ta phải dịch ở đâu nào? Đằng trước chính xác ha. Bởi vì á, từ that là một cái đại từ mà nó thay thế cho cái từ, cái danh từ hoặc là cái câu, cái ý đã được lặp lại ở, đã được nói ở phía trước rồi, được không? Cho nên chúng ta đọc cái tin nhắn ở phía trước là chắc chắn chúng ta biết được. Rồi bây giờ cùng đọc với cô nha. Đọc tiếp nào. But I have to go to the plant at noon. Nhưng mà tôi phải đi đến plant, công ty, giữa trưa. At noon là giữa trưa đó em. Bà Jen phải làm như vậy ha. To get some information, để có được một vài một số cái thông tin từ supervisor, người giám sát, về output là cái sản lượng đó em, cái sản lượng nó được tăng lên, về việc cái sản lượng nó tăng lên ha. Xong rồi bà Jane mới nói là gì nè em? Couldn't you, bạn không thể reschedule. Mình có từ schedule là lên lịch trình, reschedule là lên lịch trình lại. Bạn không thể lên lịch trình lại the meeting, cái cuộc gặp gỡ là cái lunch meeting ở trên này nè, em còn nhớ không? Đây ha, bạn không thể lên lịch trình lại cái cuộc gặp an hour, một giờ earlier, sớm hơn sao? Có nghĩa là sớm hơn một giờ sao? Sớm hơn một tiếng sao ha? An hour là một tiếng đồng hồ đó em. Thì ông Colin mới nói là gì? I guess, tôi đoán rằng tôi sẽ phải làm điều đó. Vậy có nghĩa là ông sẽ phải làm gì em? Là reschedule, sắp xếp lịch trình lại cái cuộc gặp gỡ một tiếng sớm hơn, phải không nào? Và bây giờ em nhìn xuống đi, A, B, C, D đáp án là câu gì phù hợp ha? Câu A là gặp gỡ quản lý hay là giám đốc là không phải rồi nè. Hủy bỏ chuyến đi đến công ty là sai nè. Kiểm tra số liệu không có luôn. Mà ông McKay ổng làm câu đi ha, rearrange, sắp xếp lại một cái cuộc hẹn, là cái lunch meeting đó em. Vậy thì em để ý nè, đáp án thường nó sẽ xuất hiện những cái từ đồng nghĩa với từ trên thông tin bài đọc. Ở đây mình có từ rearrange, sắp xếp lại ha. Thì ở trên này mình có từ reschedule, cũng là lên lịch trình lại, sắp xếp lại luôn. Appointment là cuộc hẹn nè em. Thì ở trên này có từ meeting, cũng gần nghĩa với nhau, được không nào? Bây giờ cùng cô hệ thống lại những từ highlight rất quan trọng trong bài này nha em nhé. Cùng dịch cùng từ đầu với cô nào. Tin nhắn lúc 8:45 thì Colin McKay mới nói là gì? Brenda à, what time are you supposed to have? Mình có cụm là be supposed to do something đó em. Đây nè, be supposed to do something có nghĩa là có nhiệm vụ hay là phải làm điều gì đó ha. Có nhiệm vụ hay là phải làm điều gì đó. Rồi, be supposed to do something có nghĩa là có nhiệm vụ hay phải làm cái điều gì đó. Chỗ này chú dịch lại nha. Brenda à, bạn sẽ phải có cái yearly health checkup. Health checkup có nghĩa là kiểm tra sức khỏe định kỳ ha. Kiểm tra sức khỏe hàng năm của bạn á. Tomorrow, vào ngày mai. What time, lúc mấy giờ? Thì Brenda Jane mới nói là vào lúc 3:30 chiều. What do you ask? Tại sao bạn lại hỏi như vậy? Colin McKay mới nói là cái của tôi là vào lúc 1 giờ. Và I was wondering, tôi đang tự hỏi, mình có từ wonder là tự hỏi đây. Tôi đang tự hỏi rằng liệu rằng bạn có thể switch đổi với tôi hay không ha, đổi với tôi hay không, switch là đổi đây. Tôi có một cái lunch meeting, cuộc hẹn ăn trưa ha. Và time, cái thời gian á, thì might có lẽ a bit, một chút, tight là suýt sao hay là gần sát đây, cận kề ha. Tight có nghĩa là gần sát, cận kề. Nhưng mà tight trong cái ngữ cảnh về quần áo thì có nghĩa là chật hay là bó sát người. Còn về thời gian có nghĩa là suýt sao, cận kề ha. Rồi, Brenda Chan mới nói là gì? I wish I could, tôi ước gì tôi có thể. Nhưng tôi phải đi đến cái plant. Plant á, thường thường mình gặp có nghĩa là cây cối, thực vật. Nhưng chỗ này có nghĩa là công ty hay là xí nghiệp hay em ha. Tôi phải đi đến công ty vào at noon là giữa trưa đó em.
to get some information, để có được một số thông tin từ supervisors, là người giám sát ha, supervisor, người giám sát về cái increased output. Mình có từ output. Output có nghĩa là lượng đầu ra đó em, hay là người ta gọi là sản lượng đó, hoặc là hiệu suất. Nó trái nghĩa với một từ, đó là từ input. Input thì lại có nghĩa là cái lượng vào ha, cái lượng đầu vào, cái số lượng đầu vào, được không nào? Output và input, lượng ra và lượng vào ha. Rồi, couldn't you reschedule? Bạn không thể reschedule, sắp xếp lại cái cuộc hẹn for an hour earlier. An hour là một tiếng đồng hồ earlier, sớm hơn. Bạn không thể sắp xếp cái cuộc hẹn đó sớm hơn một tiếng sao? Phải không nào? Rồi, Colin McKay mới nói là gì? I guess, tôi đoán rằng tôi sẽ phải làm điều đó ha. In fact, thực tế, I better nó bằng với lại, nó là viết tắt của từ had better đó em. Có nghĩa là nên ha, nên. Tôi nên gọi điện thoại cho clients, là khách hàng ha. Tôi nên gọi điện thoại cho vị khách hàng ngay bây giờ. Brenda Chan mới nói là gì? Good luck, chúc may mắn nhé. Rồi, có 152 ở câu C, chúng ta có từ là proposal, cũng khá là quan trọng em. Proposal có nghĩa là sự đề xuất ha. Câu C nói là cô ta không muốn chấp nhận một cái sự đề xuất, được không nào? Sự đề xuất. Rồi, có 153 A, mình có từ factory, có nghĩa là nhà máy ha. Nhà máy, công ty đó, factory. Rồi, gặp gỡ manager, quản lý hay là giám đốc của nhà máy ha. Còn câu B là gì nào? Mình có từ plant là gì em? À, công ty hồi nãy nói rồi ha. Bây giờ câu C nè. Câu C có từ figures, có nghĩa là số liệu, con số đó em. Số liệu hay là con số ha. Câu C có nghĩa là kiểm tra một vài cái số liệu.